thành phẩm của dân tộc ấy, vâng, nhớ thành phẩm mà vâng xin ra giấy cho chư vị linh ở đây rồi. Đó có chung cái cúng chung thức trai tuần cho linh cụ ông Nguyễn Khoa Tấn pháp linh Nguyễn Thiện nhiều hôm nay chúng ta mời rất kính mời tự chúng ta khởi tâm thành, chúng ta cầu nguyện cho tất cả chư vị hương linh ký danh ký tự thờ tự nơi đây riêng một tình thất được nhờ công đức tâm thành của vị tái sinh được cảnh giới an lành của Phật A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ chú tu viện lễ tam bảo tam bái. Lễ chư vị hương linh tứ bái. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng A Minh. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Tát Đại Chứng A Minh. Hôm nay là ngày 5 tháng 11 năm 2023 nhằm ngày 22 tháng 9 năm Quý Mão Phật lịch 2567. Đệ tử chúng con cùng tăng xa hiếu quyến cung đối hương linh đài phúc tụng kinh chú đại thừa cung nguyện ngỡ nguyện chư Phật chư Bồ Tát thì từ chứng minh cho tất cả chư vị hương linh ký danh ký tự thờ tử tài liên hoa tình tất chư vị hương linh trường thừa Phật lực lai đáo hương linh đài thọ tài thọ tịch thinh pháp văn kinh giác ngộ tâm linh phiền não đoạn diệt nghiệp chứng tiêu trừ tóc xa mê đò vãng sanh kinh lạc quân ông siêu dương thời pháp giới chúng sinh tình giới vô tình đồng thành Phật A. Nam mô Đại Bi Hội Từ Bồ Tát. Ta ma ta ra tăng a mục kê ya ta ma sa
trà chấm sớ tuần. Để chư vị hương linh dị bái thấp phần gì từ chớ ngôn đi bà để cầu a cầu a đi bà ra đi để đi a ra để tì để nè để ma già để chân lâm càng để ta mà đi bà đi bà để cầu a cầu a để bà ra đi để đi a ra để tì để nè để ma già để chân lâm càng để ta mà đi bà đi bà để cầu a cầu a bát cơm đầy nặng nhớ mong chư hương linh ơi đây ngọc với đây đây tình còn đông trong thương nhớ tất cả tâm lòng xin kính dân biển từng biển về chân hương cẩn thương trì tụng nam mô tát bà ra ta na ra pha lô di đề an tam lạc ra tam bàn ra hồng nam mô tát bà ra ta na ra pha lô di đề an tam lạc ra tam bàn ra hồng nam mô tát bà ra ta na ra pha lô di đề an tam lạc ra tam bàn ra hồng nam mô tổ rô bà ya nắng ta ya ra ya nắng đi ta an tu rô tu rô siêu đạo tràng bổn đàng vị thính phong sự chiêu cứ Việt Nam quốc cung ngũ mì quốc cung tổ vãng sinh đường liên hoa tỉnh thất thủng Phật tu hương thiết cung phúng kinh kỳ siêu kim tinh chủ nguyện thị tên thọ tam quy gia pháp danh tỉnh ngộ cùng tất cả các con các cháu nội ngoài còn tân bằng nguyên thuộc thế liệu kỳ siêu đệ nhất trai tuần phụng vị chính tiên hiển linh thế danh nguyễn văn rồi thọ tam quy gia pháp danh thành tâm sinh ngày 12 tháng 10 năm 1930 qua vãng ngày 29 tháng 10 năm 2023 hưởng đại thọ 93 tuổi. Ô thiên nhiên dị định vận số nan đào dục thoát tam kha vong hồi tây địa ngưỡng cầu xin chư Phật chư Bồ Tát thì từ tiếp độ hương linh nguyện văn rời pháp danh thành tâm
nguyện hướng linh trường thừa Phật lực thịnh pháp văn kinh giác ngộ tâm linh đa nguồn Phật tính tự nhiên khai ngộ cõi luân hồi phúc chốc băng tiêu. A Di Đà Phật dùng tràng phán tiếp độ hương linh đa đức địa tàng rung tích trưởng khai quang địa ngùng. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rũ lòng từ mẫn thương người đầy cõi thân như Đức Đại Thế Chí ra sức biển tài dẫn ca bất về nơi an lành. Nguyện hương linh nguyện văn giỏi pháp danh thành tâm trưởng thừa Phật lực thinh pháp văn kinh phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tiêu trừ tóc xa mê đồ siêu sinh cường đạt quân. Nhất thành thượng đạt vãng tội văn tiêu. Nguyện hương linh nguyện văn giỏi pháp danh thành tâm đắc độ cao siêu kỳ tăng gia hiếu quyến hàm tiếng lời làm. Thứ giả gia đình phần tử Lê Thị Nhung pháp danh tình lý Catherine đặng pháp danh Nguyên Hạnh cùng tất cả thân bằng quyến thuộc thiết lễ kỳ siêu đệ nhất trai tuần phụng vì chánh tiếng hiển linh thế gian giọt ly. Thọ tam quy giải pháp danh pháp quan sinh ngày 13 tháng 10 năm 1975. Qua bản ngày 26 tháng 10 năm 2023 hưởng dương 48 tuổi. Ô thiên nhiên dĩ định vân số nan đào dục thoát nam ca vong hồi tây địa ngưỡng cầu xin chư Phật chư Bồ Tát tỳ từ tiếp độ hương linh giọt ly pháp danh pháp quang. Nguyện hương linh trường thừa Phật lực thịnh pháp văn kinh giác ngộ tâm linh đa nguồn Phật tính tự nhiên khai ngộ cõi luân hồi phúc chốc ban tiêu. A Di Đà Phật dùng tràng phán tiếp dẫn hương linh đa đức địa tạng rung tích trưởng khai quang địa ngùng. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rũ lòng từ mẫn đưa người còn tới cõi chân như A Đức Đại Thế Chí ra sức biển tài dẫn ca mất về năng an lành. Nguyện hương linh giọt ly pháp danh pháp quang trưởng thừa Phật lực thinh pháp văn kinh giác ngộ tâm linh phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tiêu trừ tóc xả mê đồ bản sanh thường là quân. Nhất thành thượng đạt vãng tội băng tiêu. Nguyện hương linh giọt ly pháp danh pháp quang đắc độ cao siêu kỳ tán gia hiếu quyến hàm chuyến lời làm. Tử già gia đình phần tử văn công tính văn công trung văn công nghĩa văn công thành cùng tất cả thân văn quyến thuộc thiết lễ kỳ siêu đệ nhị trai tuần cũng vì chánh thiên hiển linh thế danh văn công phước. Thọ tam quy giải pháp danh thiện đức sinh ngày 4 tháng 10 năm 1933. Qua bản ngày 22 tháng 10 năm 2023 hưởng đại thọ 90 tuổi. Ô thiên nhiên dị định vận số nan đào dục thoát nam ca vong hồi tây địa. Ngưỡng cầu xin chư Phật chư Bồ Tát tùy từ tiếp độ hương linh văn công phước pháp danh thiện đức. Nguyện hương linh trường thừa Phật lực thinh pháp văn kinh giác ngộ tâm linh nguồn Phật tính tự nhiên khai ngộ cõi luân hồi phúc chốc băng tiêu. A Di Đà Phật dùng tràng phán tiếp dẫn hương linh đức địa tạng đại sư đứng tích trưởng khai quang địa ngùng. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rũ lòng từ mẫn đưa người còn tới cõi chân như Đức Đại Thế Chí ra sức biển tài dẫn ca mất về nơi an lành. Nguyện hương linh văn công phước pháp danh thiện đức trường thừa Phật lực thỉnh pháp văn kinh giác ngộ tâm linh phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tiêu trừ tóc xa mê đồ vãng sanh cùng lạc quân. Nhất thành thượng đạt vãng tội văn tiêu. Nguyện hương linh văn công phước pháp danh mơ thiện đức đắc độ cao siêu kỳ tăng gia hiếu quyến hàng tiếng lời đào. Thứ giả gia đình Phật tử Lê Thị Lệ Thi pháp danh Diệu Hiền cùng tất cả thân bằng quyết thuộc thiết lễ kỳ siêu hương linh Lê Thị Trung. Đầm hình ngày năm 1944 qua bản ngày 22 tháng 10 năm 2023 hưởng thượng thọ 80 tuổi. Ô thiên di dị định vận số nan đào dục thoát nam ca vong hồi tây địa ngưỡng cầu xin chư Phật chư Bồ Tát tỳ từ tiếp độ hương linh Lê Thị Trung. Nguyện hương linh trường thừa Phật lực thịnh pháp văn kinh đa nguồn Phật tính tự nhiên khai ngộ cõi luân hồi phúc chốc băng tiêu. A Di Đà Phật dùng tràng phán tiếp độ hương linh đức địa tạng đại sư rung tích trưởng khai quang địa ngùng. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rũ lòng từ mẫn đưa người tới cõi chân như Đức Đại Thế Chí ra sức biển tài dẫn cả mất về nơi an lành. Nguyện hương linh Lê Thị Dũng trường thừa Phật lực thịnh pháp văn kinh giác ngộ tâm linh phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tiêu trừ tóc xa mê đồ vãng sanh cùng đạo quân.
nhất thành thượng đạt vạn tội văn tiêu. Nguyện hướng linh lê thì chốn đắc độ cao siêu, kỳ tăng xã hiếu quyến hàm tiếng lời làm hùng nguyện. Gia đình phần tử ở nội tôn thu nguyện pháp danh diệu tâm cùng và Phật tử ở thiện châu cùng đảo tràng hoa sen. Thiết lễ kỳ siêu đệ tam trai tuần cũng vì chinh tiến hiển linh thế danh nguyện thị chuẩn thọ tam vi pháp danh đức hương sinh năm 1933. Qua bản ngày 13 tháng 10 năm 2023 hưởng đại thọ 90 tuổi. Ô thiên nhiên dị định vận số nan đào dục thoát nam kha vong hồi tây địa. Nguyện cầu xin chư Phật chư Bồ Tát thị từ tiếp độ hương linh nguyện thị chuẩn pháp danh đức hương. Nguyện hương linh trường thừa Phật lực thịnh pháp văn kinh nguồn Phật tính tự nhiên khai ngộ cõi luân hồi phúc chốc băng tiêu. A Di Đà Phật dùng tràng phan tiếp dẫn hương linh đức đại thế chí ra sức biển tài dẫn khứ người nơi an làm. Nguyện hương linh thương thừa Phật lực thinh pháp văn kinh giác ngộ tâm linh phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tiêu trừ tóc xá mê độ siêu sinh cực lạc quân nhất thành thượng đạt vạn tội văn tiêu. Nguyện hương linh nguyện thị chuẩn pháp danh đức hương đắc độ cao siêu kỳ tăng gia hiếu quyến hà tiếm lời làm. Thứ giả gia đình phần tử Phạm Thị Ngọc Lan cùng con rể Quỳnh Phan Tùng cùng các con các cháu cùng thứ nữ Phạm Thị Ngọc Hương cùng trưởng nam Phạm Đình Liên cùng gia đình và các con thứ nữ Phạm Thị Phương Nam thứ nam Phạm Châu Trí cùng vợ Đinh Thị Diệu Nga cùng các con các cháu thứ nam Phạm Quang Bình cùng gia đình cùng các con các cháu thứ nam Phạm Duy Lễ cùng gia đình cùng tất cả thân bằng quyến thuộc hiệp thân chiêu thiết lễ kỳ siêu đệ tam trai tuần phụng vì chinh tiến hiển linh thế danh Bùi Thị Nhự thọ tam quy giác pháp danh diệu trúc sinh ngày 13 tháng 6 năm 1932 qua vãng ngày 11 tháng 10 năm 2020 ta ba hưởng đại thọ 92 tuổi. Ô thiên nhiên dị định vận số nan đào dục thoát nam kha vong hồi tây địa. Ngưỡng cầu xin chư Phật chư Bồ Tát thị từ tiếp độ hương linh Bùi Thị Nhự pháp danh diệu trúc. Nguyện hương linh trường thừa Phật lực thịnh pháp văn kinh nguồn Phật tính tự nhiên khai ngộ cõi luân hồi phúc chốc băng tiêu. A Di Đà Phật dùng trường phan tiếp độ hương linh đức đại thế quán thế địa tạng rung tích trưởng khai quan địa ngục ngừng ngài quan thế âm Bồ Tát rú lòng từ mẫn đưa người còn tới cõi chân như đức đại thế chí ra sức biển tài dẫn ca mất về nước an làng. Nguyện hương linh Bùi Thị Nhự pháp danh diệu trúc trương thừa Phật lực thịnh pháp văn kinh giác ngộ tâm linh phiền não đoạn diệt nghiệp chứng tiêu trừ tóc xá mê độ vãng sanh cực lạc quân nhất thành thượng đạt quản tội văn tiêu. Nguyện hương linh Bùi Thị Nhự pháp danh diệu trúc đắc độ cao siêu kỳ tăng gia hiếu quyến hà tiếm lời làm. Thư giả gia đình Phật tử tôn nguyện phước thì ái pháp danh tâm huy cùng tất cả Phật tử đạo tràng hoa sen. Thiết lễ kỳ siêu đệ tứ trai tuần phụng vì chân tiên hiển linh thế danh Lê Tuyên. Họ tam vi gia pháp danh tâm nghĩa sinh ngày 20 tháng 7 năm 1930 qua bản ngày 9 tháng 10 năm 2023 hưởng đại thọ 93 tuổi. Ô thiên nhiên dị định vận số nan đào dục thoát nam kha bông hồi tây địa. Ngưỡng cầu xin chư Phật chư Bồ Tát tỳ từ tiếp độ hương linh Lê Tuyên pháp danh tâm nghĩa. Nguyện hương linh trường thừa Phật lực thịnh pháp văn kinh nguồn Phật tính tự nhiên khai ngộ cõi luân hồi phúc chốc băng tiêu. A Di Đà Phật dùng tràng phan tiếp dẫn hương linh đức đại địa tạng dung trích trưởng khai quan địa ngục ngài quan thế âm Bồ Tát rú lòng từ mẫn đưa người còn tới cõi chân như đức đại thế chí ra sức biển tài dẫn ca mất về nơi an làng. Nguyện hương linh Lê Tuyên pháp danh tâm nghĩa trưởng thừa Phật lực thịnh pháp văn kinh giác ngộ tâm linh phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tiêu trừ tất cả mê đạo vãng sanh cực lạc quân nhất thành thượng đạt vạn tội văn tiêu. Nguyện hương linh Lê Tuyên pháp danh tâm nghĩa đắc độ cao siêu kỳ tăng xa hiểu quyến hà tiếm lợi làm. Tứ giả gia đình phần tử Phạm Hồng Đức cùng trưởng nam Nguyễn Khoa Minh Tâm Nguyễn Khoa Anh Tuấn thứ nam Nguyễn Khoa thứ nữ Nguyễn Khoa Mỹ Tiên cùng
Bảo tỷ thế danh Nguyễn Khoa Diệu Gia, Bảo tỷ thế danh Nguyễn Khoa Mơ Diệu Trân, Ngâm Minh Bảo Mùi Phó danh Nguyễn Khoa Tuệ, cùng tất cả thân băng quán thuyết thế đời kỳ siêu chung thất trai tuần phụng vị chinh tiến hiển linh thế danh Nguyễn Khoa Tanh. Thọ tam quy giá pháp danh Nguyên Thiện, sinh năm 1938, năm Mậu Dần qua bán ngày 14 tháng 9 năm 2023, hưởng thượng thọ 85 tuổi. Ô hô thiên nhiên dĩ định vận số nàng đào dục thoát nam kha vong hồi tây địa. Ngưỡng cờ sinh chư Phật chư Bồ Tát thì từ tiếp độ hương linh Nguyễn Khoa Tánh pháp danh Nguyên Thiện. Nguyện hơn linh trường thừa Phật lực thinh pháp văn kinh giác ngộ tâm linh na nguồn Phật tính tự nhiên khai ngộ cõi luân hồi phúc chốc băng tiêu. A Di Đà Phật dường tràng phan tiếp độ hương linh na đức địa tạng đại sư rung thích trưởng khai quang địa ngục. Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát rủ lòng từ mẫn đưa người còn tới cõi chân như đức đại thế chí ra sức biển tài dẫn ca mốc về nơi an lành. Nguyện hương linh Nguyễn Khoa Tánh pháp danh Nguyên Thiện, trường thừa Phật lực thinh pháp phân kinh giác ngộ tâm linh phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tiêu trừ tóc xá mê độ vãng sanh cùng lạc quân nhất thành thượng đạt vãng tội văn tiêu. Nguyện hương linh Nguyễn Khoa Tánh pháp danh Nguyên Thiện, đắc độ cao siêu kỳ tăng gia hiếu quyến hàm trim đời làm thứ giả gia đình Phật tử Mơ Quách Minh cùng tất cả thân bằng khuyết thề thiến thuộc thiết tế kỳ siêu chung thất trai tuần cũng vì tranh tiếng hiển linh thế danh Nguyễn Thị Xuân Mai, sinh năm 1982 qua bản ngày 19 tháng 9 năm 2023, hưởng dương 41 tuổi. Ô hô thiên nhiên dĩ định vận số nàng đào dục thoát nam kha bông hồ tây địa. Ngưỡng cầu xin chư Phật chư Bồ Tát thì từ tiếp độ hương linh Nguyễn Xuân Mai. Nguyện hương linh trường thừa Phật lực thinh pháp văn kinh giác ngộ tâm linh đa nguồn Phật tính tự nhiên khai ngộ khỏi luân hồi phúc chốc băng tiêu. A Di Đà Phật dùng tràng phan tiếp độ hương linh đức đại địa tạng đại sư rung thích trưởng khai quang địa ngục. Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát rủ lòng từ mẫn đưa người còn tới cõi chân như đức đại thế chí ra sức biển tài dẫn ca mất về nơi an lành. Nguyện hương linh Nguyễn Xuân Mai, trường thừa Phật lực thinh pháp văn kinh giác ngộ tâm linh phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tiêu trừ tóc xá mê độ vãng sanh cùng lạc quân nhất thành thượng đạt vãng tội văn tiêu. Nguyện hương linh Nguyễn Thị Xuân Mai, đắc độ cao siêu kỳ tăng gia hiếu quyến hàm trim lời làng thứ giả gia đình phân tử Trần Thị Xuân pháp danh Quảng Nguyệt, cùng tất cả thân bằng nguyên thuộc thiết lễ kỳ siêu tiểu tường quân vị chân tiến hiển dinh linh thế danh Nguyễn Từ Chương. Thọ tam quy giá pháp danh Thiện Văn, sinh ngày 9 tháng 9 năm 1980 qua bản ngày 7 tháng 11 năm 2022, hưởng dương 42 tuổi. Ô hô thiên nhiên dĩ định vận số nàng đào dục thoát âm hồn vẫn sanh cần là quân. Ngưỡng cầu xin chư Phật chư Bồ Tát thì từ tiếp độ hương linh Nguyễn Từ Chương pháp danh Kỳ Thiền Văn. Nguyện hương linh trường thừa Phật lực thinh pháp văn kinh giác ngộ tâm linh đa nguồn Phật tính tự nhiên khai ngộ cõi luân hồi phúc chốc băng tiêu. A Di Đà Phật dùng tràng phan tiếp độ hương linh đức địa tạng đại sư rung thích trạng khai quang địa ngục. Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát rủ lòng từ mẫn đưa người còn tới cõi chân như đức đại thế chí đưa sức biện tài dẫn ca mất về nơi an lành. Nguyện hương linh Nguyễn Từ Chương pháp danh Thiện Văn, trường thừa Phật lực thịnh pháp văn kinh giác ngộ tâm linh phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tiêu trừ tóc xá mê độ vãng sanh cùng lạc quân nhất thành thượng đạt vãng tội văn tiêu. Nguyện hương linh Nguyễn Từ Chương pháp danh Thiện Văn, đắc độ cao siêu kỳ tăng gia hiếu quyến hàm trim lời làm thứ giả gia đình Phật tử Nguyễn Thi Phong và Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Đăng Đệ, Nguyễn Quỳnh Hương cùng tất cả thân bằng khuyên thuộc thiết lễ kỳ siêu trung thất tai tình hương linh Nguyễn Văn Khôi qua vẫn ngày 7 tháng 9 năm 2023, hưởng thượng thọ 88 tuổi. Ô thiên nhiên dĩ định vận số nàng đào dục thoát nam ca vong hồ tây địa. Ngưỡng cầu xin chư Phật chư Bồ Tát thì từ tiếp độ hương linh Nguyễn Văn Khôi. Nguyện hương linh trường thừa Phật lực thỉnh pháp văn kinh giác ngộ tâm linh phiền đạo nguồn Phật tính tự nhiên khai ngộ cõi luân hồ phúc chốc băng tiêu.
A Di Đà Phật dùng tràng phán tiếp độ hương linh đức địa tạng đại sư rung tích trưởng khai quang địa ngùng. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rũ lòng từ mẫn đưa người còn tới cõi như đức đại thế chí ra sức biển tài dựng ca mất về nơi an làm. Nguyện hương linh Nguyễn Thị Phong Vạn, nguyện hương linh Nguyễn Khôi cùng Văn Khôi cùng tất cả muốn trưởng thừa Phật lực thỉnh pháp văn kinh giác ngộ tâm linh phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tiêu trừ tóc xa mê đầu vãng sanh cùng là phân nhất thành thượng đạt quảng tội văn tiêu. Nguyện hương linh Nguyễn Văn Khôi đắc độ cao siêu kỳ tán gia hiếu uyên hà triêm đời làm thư giả gia đình phần tử ông Nguyễn Xuân Lan pháp danh diệu tâm cùng tất cả thân bằng nguyên tục thiết đế kỳ siêu tưởng niệm hương linh thân mẫu thế danh Lê Tỳ Đề thọ tam quy giới phát danh diệu đức hương thượng thọ 81 tuổi ngưỡng cầu xin chư Phật chư Bồ Tát thì từ tiếp độ hương linh Lê Tỳ Đề phát danh diệu đức. Nguyện hương linh trường thừa Phật lực thỉnh pháp văn kinh giác ngộ tâm linh nguồn Phật tính tự nhiên khai ngộ cõi luân hồi phút chốc văn tiêu. A Di Đà Phật dùng tràng phán tiếp độ hương linh đức đại thừa tạng rung tích trưởng khai quang địa ngục. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rũ lòng từ mẫn đưa người còn tới cõi chân như đức đại thế chí ra sức biển tài dẫn ca mất về nơi an làng. Nguyện hương linh Lê Tỳ Đề phát danh diệu đức trương thừa Phật lực thính pháp văn kinh giác ngộ tâm linh phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tiêu trừ tất xá mê đầu vãng sanh cùng là quân nhất thành thượng đạt quảng tội văn tiêu. Nguyện hương linh Lê Tỳ Đề phát danh diệu đức đắc độ cao siêu kỳ tán gia hiếu uyên hà triêm đời làm thư giả chúng con nguyện đem công đức niệm Phật tụng kinh hồi hướng kỳ siêu tưởng niệm chư vị hương linh. Hương linh khu bình thì linh pháp danh diệu tánh hưởng dương 58 tuổi cùng hương linh trương thì năm pháp danh quảng xuân hưởng thượng thọ 88 tuổi hương linh phạm thế vinh pháp danh chính hùng hưởng thượng thọ 86 tuổi hương linh đê thị yên thí hưởng dương 60 tuổi hương linh đặng xuân nguyễn hưởng đại thọ 92 tuổi hương linh Lê Việt Hoàng pháp danh Minh Thông hưởng thọ 64 tuổi hương linh Phan Văn Lan pháp danh Minh Đức hưởng thượng thọ hưởng thọ 75 tuổi hương linh Bát Thất cùng chư vị hương linh Trần Thế Mạnh hưởng thọ thượng thọ 84 tuổi hương linh Nguyễn Thị Huệ hưởng thọ 76 tuổi hương linh Nguyễn Văn Lợi hưởng thọ 78 tuổi hương linh Trần Thị Ba hưởng thượng thọ 86 tuổi ngưỡng cầu xin chư Phật chư Bồ Tát thì từ tiếp đầu chư vị hương linh cùng tất cả chư vị hương linh ký danh ký tự thọ tự tài liên hoa tình thất cặp của quyền thất tổ nội ngoài tông tân thất thế phù màu tứ sinh lục đà hoa vãng chư linh tương sĩ trần quân cô hồn hoành từ. Nguyện tất cả chư vị hương linh trương thừa Phật lực thỉnh pháp văn kinh giác ngộ tâm linh phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tiêu trừ tất xa mê đồ vãng sanh cùng là quân nhất thành thượng đạt quảng tội văn tiêu. Nguyện tất cả chư vị hương linh đắc độ cao siêu kỳ tăng gia hiếu quyên hà kiếm lời làm ông siêu dương thời pháp giới chúng sinh tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo Nam Mô A Di Đà Phật Đại Từ Đại Bi Tượng chúng sanh Đại Bi Đại Xá Yeah.
quyền đời đời kiếp kiếp công quy thành quy mừng hướng linh quy tham quyền đời đời kiếp kiếp công quy tầng hư không biến pha giới vi trần sát độ trung hóa hiện vị lai thập phương chư phần tôn pháp hiện thánh tăng thường trụ tam bảo ngưỡng cầu xin chư Phật chư Bồ Tát tùy từ tiếp độ chư vị hương linh ký danh ký từ thờ tử tại liên hoa tình tất chư hương linh và sanh cùng lạc quân hương linh nào Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, ngưỡng cầu xin chư Phật chư Bồ Tát tùy từ tiếp độ chư vị hương linh ký danh ký từ thờ tử tại liên hoa tình tất chư linh và sanh thần là quân quy mà lễ a di đà phật ở phương tây thế giới an lành con nay xin phát nguyện vãng sanh cuối sinh đức từ bi kiếp độ Nam mô A Di Đà Phật.
phẩm độ chúng sanh. Hoa đức không cùng cơn có hai vị thượng linh xa hôi ba nghìn tội phạm lửa bao phước tiền chi tâm nguyện hồi hướng nguyện cùng người niệm thần và sanh nước từng lãng tây phật ngộ bám thân phản tâm đại bồ đề nguyện vô biên thiền đạo tu vô lượng pháp môn thệ nguyện độ chúng sanh đều trọn thành thì xa lời tử thì chư pháp công tử bất sanh bất diệt bất câu bất tịnh bất tăng bất giảm thì cố công trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn thì tâm ý vô sáu tinh đơ vị xuất pháp vô nhãn giới nại chi vô ý tứ giới vô vô minh diệt vô minh tận nại chi vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tận vô đi diệt vô đắc dĩ vô sở đắc cố vô đề tai rõ hi ta nhã ta la mật đa cố tam vô quái ngại vô quái ngại cố vô hữu cùng vô biển ly liên đạo mộng tưởng vô căn liệt bàn tam đế chư phật y bán nhã ba la mật đa cố đắc a đầu đa la tam hiệu tam vô đề cố trì ba nhã ba la mật đa thị đại thành chủ thị đại minh chủ thị vô thượng chủ thị vô đẳng đẳng chủ đẳng cự nhật tia cổ chân tia bất hư cô tia ba nhã ba la mật đa chủ tương tia chủ nguyên yên đê yên đê ba la yên đê ba la tăng nghiệp đê bồ đề tháp ba yên đê ba la yên đê ba la tăng nghiệp đê bồ đề tháp ba yên đê Phật tác đại chứng minh. Nam mô U Minh giáo chủ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát tác đại chứng minh. Thượng la hiện tiền đề từ chúng con cùng tán gia hiếu quyến cung đối Phật tiền phúng diễn đại thừa kính chú cùng xin tán lệ bãi hồng danh công đức chư Phật. Chúng con nguyện đem công đức hồi hướng kỳ siêu chư chư vị hương linh, hồi hướng kỳ siêu đề nhất trái tuần hướng linh Nguyễn Văn Giỏi pháp danh thành tâm hưởng đại thọ 93 tuổi, hồi hướng kỳ siêu đề nhất trái tuần hướng linh Giọt Ly pháp danh pháp quang hưởng dương 48 tuổi, hồi hướng kỳ siêu đề nhị trái tuần hướng linh Văn Công Phước pháp danh Thiền Đức hưởng đại thọ 90 tuổi, hồi hướng kỳ siêu linh đề nhị trái tuần hướng linh Lê Thị Chốn hưởng thượng thọ 80 tuổi,
Thọ hưởng kỳ siêu đề tam trai tuần hương linh Nguyễn Thị chuẩn pháp danh Đức Hương hưởng đại thọ 90 tuổi. Thọ hưởng kỳ siêu đề tam trai tuần hương linh Bùi Thị Nhự pháp danh Diệu Trúc hưởng đại thọ 92 tuổi. Thọ hưởng kỳ siêu đề tứ trai tuần hương linh Lê Tuyên pháp danh Tâm Nghĩa hưởng đại thọ 93 tuổi. Thọ hưởng kỳ siêu trung thất trai tuần hương linh Nguyễn Khoa tánh pháp danh Nguyên Thiện hưởng thượng thọ 86 tuổi. Thọ hưởng kỳ siêu trung thất trai tuần hương linh Nguyễn Thị Xuân Mai hưởng dương 41 tuổi. Thọ hưởng kỳ siêu tưởng niệm tiểu tuần hương linh Nguyễn Tự Chương sinh pháp danh Thiền Văn hưởng dương 42 tuổi. Thọ hưởng kỳ siêu trung thất trai tuần hương linh Nguyễn Văn Khôi hưởng thượng thọ 88 tuổi. Thọ hưởng kỳ siêu tưởng niệm hương linh Vô Bình Thị Linh pháp danh Diệu Tánh hưởng dương 58 tuổi. Thọ hưởng kỳ siêu tưởng niệm hương linh Trương Thị Năm pháp danh Quảng Sơn hưởng thượng thọ 88 tuổi. Thọ hưởng kỳ siêu tưởng niệm hương linh Phạm Thế Vinh pháp danh Chánh Hồng hưởng thượng thọ 86 tuổi. Thọ hưởng kỳ siêu tưởng niệm hương linh Lê Thị Yên Thúy hưởng thọ 60 tuổi. Thọ hưởng kỳ siêu tưởng niệm hương linh Đặng Xuân Huyến hưởng đại thọ 92 tuổi. Thọ hưởng kỳ siêu quý kỳ hương linh Lê Thị Đệ pháp danh Diệu Đức hưởng thượng thọ 81 tuổi. Thọ hưởng kỳ siêu tưởng niệm hương linh Lê Việt Hoàng pháp danh Minh Thông hưởng thọ 64 tuổi. Thọ hưởng kỳ siêu tưởng niệm hương linh Phan Văn Lan pháp danh Minh Đức hưởng thượng thọ 75 tuổi. Thọ hưởng kỳ siêu hương linh Bác Thúc cùng hương linh hồi hưởng kỳ siêu tưởng niệm hương linh Trần Thế Mạnh hưởng thượng thọ 84 tuổi. Hương linh Nguyễn Thị Huệ hưởng thọ 76 tuổi. Hương linh Nguyễn Văn Lợi hưởng thọ 78 tuổi. Hương linh Trần Thị Ba hưởng thượng thọ 86 tuổi. Ngưỡng cầu xin chư Phật chư Bồ Tát tỳ từ tiếp độ tất cả chư vị hương linh cùng tất cả chư vị hương linh ký danh ký tự thọ tử tại Liên Hoa Tịnh Thất cặp cũ quyền thất tổ nội ngoài tông thân thất thế phụ mầu tư sinh lục đạo ba phán chân linh tương sĩ trần phong cô hồn hoành tử nguyện tất cả chư vị hương linh trường thừa Phật lực thỉnh pháp văn kinh giác ngộ tâm linh phiền não đoàn diệt nghiệp chướng tiêu trừ thấp xả mê độ vãng sanh cực lạc quân nhất thành thượng đạt vạn tội băng tiêu. Nguyện tất cả chư vị hương linh đắc độ cao siêu kỳ tăng gia hiếu quyến hà tiêu lợi lạc hồ nguyện ở thiên thượng ngũ si bất thiện âm gian tư tướng gia công địa ngục thất lý cò ách âm siêu dương thơi pháp giới chúng sinh tình giữa vô tình đồng thanh phật đạo nam mô a di đà phật từ la quy ơi phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo ca lễ tất lễ chư vị hương linh tứ a bái nam mô a di đà phật kính thưa phật tử buổi lễ tiến cúng cho chư vị hương linh ký danh ký tự thọ tự tại Liên Hoa Tịnh Thất đến đây chấm dứt. Chúng thúc xin tán thán công đức của vị phật tử đã thể hiện lòng tin tưởng của mình đối với thân và quyến thuộc đã quá vãng của mình. Hôm nay dành thời giờ đến đây cũng đem tâm thành của mình hồi tôi cũng cúng tụng kinh chiếu
mà cúng dường cho hồi hướng cầu siêu cho tất cả thân bằng quán thuộc của mình đã báo bản. Nguyện công đức này đời đời kiếp kiếp chư Phật tử luôn luôn gặp được thân bằng quyến thuộc, cha mẹ ông bà anh em luôn 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 tử tế tốt đẹp với mình. Cũng nhờ nguyện công đức hôm nay quý vị được hồi hướng về cầu nguyện tất cả thân bằng quyến thuộc của mình. Nhờ công đức này quý vị thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, được nhờ công đức này vãng sanh về thế giới an lành. Xin tán dương tất cả công đức của Phật tử hôm nay. Hôm nay chúng ta trong ngày có lễ cầu an của thiên tường cũng như tưởng niệm 8 năm và thượng thượng tọa thượng tâm hạ thọ đã quá vãng. Hôm nay là 8 năm, chúng ta cùng tất cả đem tâm thành hồi hướng cầu, đem tụng kinh hồi hướng cầu an cầu siêu cho tất cả thân bằng chúng tôi đã quá giảng cùng hiện tiền gặp thân bằng được an vui hạnh phúc, thế giới được bình an, thiên hạ thế bình, chiến tranh được chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và đáng dương luôn đức Phật tử đại Phật đang nghỉ chút xíu trở lại đại Phật. Mấy một giờ ra cũng đây là trong đây chứ trong đại cơ em lên quan cái cả chứ đã con đâu à cái tấm này này là vâng dạ. Bây giờ mày ra đây ra để trên đây ra đây chụp cảnh đi.